Lô anh em, hôm nay là ngày 11 tháng 12, cả chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cơ xích hàng Nhật bãi anh em nha. Hôm nay là có rất là nhiều các thương hiệu này, máy móc này là cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Tổng cộng trong video ngày hôm nay thì có 10 con máy cơ xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa và có dòng Thụy Điển này, có hàng của Đức luôn anh em. Estin 021 khai thác tầm trung, Husqvarna 440. Đấy, khai thác tầm trung cho anh em luôn. Khai thác tầm trung nữa thì có Estin 020. Đó, và xài gia đình thì có như kiểu là 180 xin đây qua khai thác tầm trung 380 anh em nhé. Còn hệ xài gia đình đây, chuyên nghiệp như kiểu là Echo Curis CS 3411 hoặc là Echo Curis CS V3201 có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Và có hệ cơ gia đình anh em lâu lâu sử dụng nhạ thì có những cái dòng siêu VIP cho anh em luôn, như kiểu Makita ME333 hàng đời mới anh em nhé, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Echo Curis 3300 công suất lớn cho anh em nha. Và hôm nay thì lên sóng cho anh em có một con tay cụt nữa để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ có test nổ từng con máy một này, có báo giá rõ là máy móc giá bao nhiêu tiền. Đấy, máy móc ra tình trạng ra sao và có nói rõ thông số kỹ thuật của con máy anh em nhé. Nên là anh em vui lòng tua kỹ video, tua đi tới lại, anh em cảm thấy ưng ý con nào thì liên hệ cho số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Sau đó thì em có sử dụng Zalo luôn, đặt ở trên Zalo cũng được. Và nếu mà anh em nào mẹ chưa biết cách sử dụng cũng như là hoạt động của cây máy nhá, thì khi anh em đặt hàng của cửa hàng chúng em nhá, nhận được hàng thì anh em vui lòng kết nối gọi video ở trên Zalo cho cửa hàng chúng em, thì em sẽ hướng dẫn video chi tiết tận tình đấy, cách sử dụng và giật nổ cây máy ra sao để cho anh em đảm bảo anh em về sử dụng có thể ngon lành cho cây máy mà anh em lựa chọn nhất có thể anh em nhá. Đấy anh em, hoặc nếu mà anh em là không có sử dụng Zalo ấy ạ, thì anh em có thể nhờ cái người mà giao hàng tới nhà cho anh em ấy là nhờ anh liên hệ gọi video Zalo cho số điện thoại này giúp em, là người ta sẽ kết nối Zalo và gọi video để cho em hướng dẫn cho các anh em, anh chị anh em sử dụng nhá. Rồi và bây giờ em sẽ đặt máy quay xuống để giới thiệu từng con máy một cho anh em xem qua. Đánh dấu ký tự là lô chữ T anh em nhá, T1 cho tới T10. Anh em ví dụ là ưng con nào nhá thì anh em chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con T1 chẳng hạn này, hoặc là con T2, T3 thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Đây em có ghi tờ giấy ở đây. Đấy, con này là con T1 anh em nha. Giá 1.850.000. Con này thì đã bao gồm cho anh em là đầy đủ phí vận chuyển cho anh em rồi. Thương hiệu Komatsu Zenowatt G310. Đấy, hàng hệ tay cụt anh em nhé. Công suất con này là 31cc. 1.850.000 thì cái này thì đã bao gồm cho anh em là phí vận chuyển đầy đủ này nè. Và tặng kèm đầy đủ phụ kiện như là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, và bảo hành anh cho anh em lên đến 6 tháng sử dụng anh em nha. Lam con này dài là mặt cắt là được 30cm, còn tổng thể độ dài cây lam là 35cm anh em nhé. 30cm phần mặt cắt, còn tổng thể độ dài cây lam là dài 35cm. Con này thì nó là sử dụng xích mini, bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều. Thương hiệu Komatsu Zenowatt thì nó thiên về bền bỉ, về tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. G310 đó. Rất là êm ái luôn anh em. T1 giá 1.850.000, thương hiệu tay cụt về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20cm đổ lại. Rồi, và nếu mà anh em nào mà thích công suất lớn này mà hệ máy cưa nhỏ gọn anh em nha, Echo Curis thương hiệu 3300, con này thì công suất của nó là 33.4cc anh em nhé. Năng của nó là 38mm, về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Lam của nó là dài mặt cắt là được 30cm, còn tổng thể độ dài cây lam là 35cm phần mặt cắt anh em nha. Đó, tổng thể độ dài cây lam là 35, còn phần mặt cắt là còn 30cm. Xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, giá 2 triệu đồng cho con này. 2 triệu đồng nha, bao ship đến tận nhà cho anh em và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Đó. T2 giá 2 triệu đồng anh em nhé. Anh em ưng con này thì có thể báo cho em là anh muốn chốt con T2 chẳng hạn. Đó.
Rồi và bây giờ là qua mã T3 đây anh em. T3 là thương hiệu Makita mới A333, giá 2.200.000, bao ship đến tận nhà cho anh em. Con này thì hệ đời mới anh em nhá. Hàng này thì dòng rất là ưa chuộng tại Việt Nam này. Phụ tùng thay thế dễ dàng và dòng này thì cực kỳ là nhiều người tin tưởng và sử dụng luôn. Thương hiệu Makita mới A333. Đấy, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, công suất con này là 33cc, nòng của nó là 38mm, 2.200.000 anh em nhá. Xích lam là sử dụng lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Xích sử dụng xích chung 91, xích nhiều chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán trên thị trường cực kỳ nhiều và dễ dàng thu tiện. Đấy, dòng này là dòng hệ đề cao nha, và dòng này nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn. 2.200.000 về cắt nhưng không có đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Bao ship đến tận nhà cho anh em luôn anh em nhé. T4 là một con máy cưa xích hàng Echo Curry tiếp. Con này là hệ nòng đứng anh em nhé. Hệ nòng đứng con này thì về cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Anh em nhớ con này cực kỳ mới luôn. Làm còn chữ nguyên này anh em. Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn nha. Làm 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Giá 2.850.000. Con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Nòng của nó là hệ máy cưa nòng đứng. Đấy anh em nhìn không? Cái nòng của nó này nó là nòng đứng anh em nha. Có đúng bơm xăng phụ đầy đủ, có hai ốc chân lam vặn trực tiếp vào khóa 10 anh em nha. Đấy, xích là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Đây, làm cực kỳ đẹp luôn này anh em. Đó, con này thì công suất con này là 34cc, nòng của nó là 38mm. Tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên này. Đấy, 2.850.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nha. Curit, hàng này thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi và phụ tùng thay thế dễ dàng anh em nha. Thương hiệu Curit thì nó nổi tiếng như kiểu là ở Việt Nam, như kiểu có những dòng như kiểu xe máy như kiểu là Honda hay là Yamaha đấy ạ. Thì cái dòng thương hiệu Echo Curit này thì nó cực kỳ nổi tiếng, nó phải tương đương với cái dòng như kiểu là Yamaha hay là Honda anh em nhé. Đây, lại lên tiếp tục cho anh em là con T5, lại cũng là thương hiệu Echo Curit tiếp. Dòng này thấy là dòng hệ đề cao CS3411, công suất cũng là 34cc nhưng mà cây lam của nó thì có phần dài hơn anh em nha. Đây, lam cực kỳ đẹp nha, còn chữ nguyên. Nếu mà anh em là không chốt được con T4 thì có thể chốt qua con T5. Đấy, con này thì lam của nó là dài lên đến là 45cm, còn phần mặt cắt còn lại là 40cm. Xích của nó là sử dụng xích mini. Đấy, xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều, có bán mới sẵn luôn anh em nha, chỗ nào cũng có bán. 2.900.000 cho con này, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, hai ốc chân lam to nha, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này, thắng xích kề khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên anh em nhé, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đây, phần lam này anh em nhìn không, lam còn chữ nguyên anh em nha. Dòng này khá là mới luôn và đẹp luôn đó. Con này thì công suất của nó là 34cc, nòng của nó là 38mm, về cho anh em sử dụng gia đình hoặc là sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đấy, một ngày làm nói chung một ngày làm 7-8 tiếng liên tục đấy ạ, thì nên sử dụng mấy con mà giá thành nó cao cao như thế này thì về phù hợp cho anh em về sử dụng hơn anh em nhé. Con T5 bao ship đến tận nhà cho anh em nha, và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em. Lam của nó cực kỳ dài nha, 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40cm.
Đấy, anh em nào thích làm dài thì con này là phù hợp cho anh em luôn nha. Và máy móc cực kỳ đẹp, làm thì còn chữ cho anh em luôn. 2.900.000 cho con T5 anh em nhé. Rồi, tiếp đến là một con Shinagawa về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung, hoặc là về anh em nào ở dưới các bác ở ngả miền Trung Nam Bộ đấy ạ, thì sử dụng con này thì về cho khai thác keo, khai thác tràm được luôn anh em nhé. T6 giá 3 triệu đồng cho anh em. Shinagawa, thương hiệu Shinagawa, nồi đồng cối đá luôn. Tại sao mà em nói con này về sử dụng khai thác tầm trung được? Bởi vì con này được tích hợp cho anh em là lốc hợp kim nhôm luôn. Đấy anh em nhớ, lốc là lốc hợp kim nhôm nha, chứ không phải lốc nhựa anh em nhé. Nên là cái độ chịu nhiệt cũng như là chịu tải của nó rất là lớn. Các bác nào mà sử dụng về khai thác tầm trung có lẽ là sử dụng nhiều đúng không? Một ngày làm 7, 8, 9 tiếng liên tục. Đấy thì phải mấy con lốc hợp kim nhôm như thế này thì về nó mới chịu nhiệt được tốt anh em về sử dụng. Giá 3 triệu đồng anh em. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất lên đến 38cc, về cho anh em khai thác keo, khai thác tràm. Đấy, 38cc anh em nha. Lam của con này là phần mặt cắt là được bao nhiêu đây? Để chị em đo. Mặt cắt con này là 37cm nhá. 37cm, còn tổng thể độ dài cây lam này thì nó lên đến khoảng hơn 40cm. Đấy, nó khoảng 40cm, 40-42cm phần lam. Còn phần mặt cắt còn lại là 37cm. Giá 3 triệu đồng cho anh em. Xích là sử dụng xích 325 anh em nha, xích 325. Đấy, dòng thương hiệu Shinagawa thì nó thiên về nồi đồng cối đá cho anh em luôn. Anh em về sử dụng nghe, bây giờ em sẽ giật nổ con này cho anh em nghe nhé. Cái vòng tua của nó sử dụng cực kỳ ngon luôn này. Chân lam luôn này anh em, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 anh em nha. Rồi còn nếu mà anh em nào mà về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đây thì hôm nay lên sóng cho anh em một con máy Estin hàng của Đức. Con này là Estin 180 anh em nha, nòng của nó là 38mm, công suất của con này nó là 33cc. Đó, T7 giá 3 triệu đồng anh em nha, và dòng này là hàng nguyên zin của Đức luôn anh em, nguyên zin của Đức luôn anh em nhá. 3 triệu đồng cho con này. 3 triệu đồng, và lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Đấy, xích là sử dụng xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng. Ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh nha, đặc trưng của thương hiệu của Đức rồi. Hàng của Đức thì nó tích hợp cái dòng ốp lam này rất là nhiều. Nhưng mà cái ốp lam này không, anh em không phải lo nha. Dòng này thì nó còn nguyên zin thì anh em về sử dụng khá thuận tiện, nhưng mà đến nữa hỏng ấy, hỏng ốp lam anh em quay trở lại về ốp lam thường vặn bằng hai ốc cũng được luôn anh em nhá. Không khó khăn gì cả. Con này thì có xả áp này, có xả áp ở đây, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Đấy, thương hiệu Estin của Đức. Có lẽ là thương hiệu này thì có lẽ là rất là nhiều các bác ưa chuộng rồi. Các bác am hiểu với cái dòng máy cưa có lẽ không xa lạ về thương hiệu này đâu. Bán cực kỳ nhiều và cực kỳ nổi tiếng rồi nha. Về cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp, hoặc là anh em vào về khai thác tầm trung anh em nhé. Gia đình chuyên nghiệp đây, Estin 020 hàng Made in Germany, hàng của Đức. Đây, cho anh em nhìn này, Made in Germany này, Estin anh em nhá. Máy móc cực kỳ đẹp luôn này anh em. Đấy, phần đây, phần bình xăng này còn trắng phau người nha. Phần mặt tiền là hợp kim nhôm luôn anh em nhá. Mặt tiền hợp kim nhôm. Đấy, làm là còn chữ Estin nguyên này anh em. Xích là sử dụng xích chung 91. Xích còn cực kỳ dày dặn và to ả này anh em. Lam của con này là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40cm. Công suất của con này lên đến 36cc và nòng của nó là 40mm. Giá 3.300.000, bao ship đến tận nhà cho anh em luôn. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Thương hiệu Estin 020, dòng này rất là ưa chuộng nha. Phụ tùng thay thế dễ dàng cho anh em. Con T8 về cho anh em khai thác tầm trung. Rồi cho anh em nghe tiếng nổ cái máy này. Nghe tiếng của nó rất là lực luôn.
xem qua. Đó. Máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ gì nhá, ốp lam không có bể vỡ gì này. Đấy, hàng chất lượng cho anh em luôn. Và dòng này thì về cho anh em sử dụng cực kỳ ngon, vòng tua cao khỏe. Đó. Rồi, và hôm nay con T9 thì hôm nay về được cho anh em một con hút mana 440 nhá. Hàng của Thụy Điển anh em, hút mana 440 đây. Đấy, con này thì sản xuất năm 2014. Hút mana 440 này. Đấy, tem này, hút mana Sweden, hàng này là hàng của Thụy Điển, nguyên zin nguyên bản 100% nha. Công suất của con này lên đến 41cc. Đây, anh cho anh em xem qua. 40,9cc. Cân nặng đầu máy không là 4,4kg. Và cả lam xích vào nữa thì nó khoảng hơn 5kg anh em nha. Đây, máy móc này. Con này là sử dụng là xài xích 325. Xích 325 nha. Lam của nó phần mặt cắt là, để em đo cho anh em chính xác luôn, cho anh em về đỡ phải lăn tăn. Lam của nó phần mặt cắt là được 37 phân, 38 phân. Còn tổng thể độ dài cây lam này nó khoảng hơn 40cm anh em nhá, hơn 40cm. Còn tổng phần mặt cắt là 38 phân mặt cắt. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này, giá 3.650.000. Đó, đây, hàng Humana của Thụy Điển, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh nha. Và ốp lam này là ốp lam bằng kim nhôm chứ không phải là ốp lam nhựa anh em nhá. Đấy, những cái dòng mà hàng máy cưa Humana nhỏ ấy, thì ốp lam này sẽ bằng bằng nhựa, nhưng mà cái ốp lam này là ốp lam bằng hợp kim nhôm luôn này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn cho anh em luôn. Đấy, công suất 41cc, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua. $3.650.000 nhá. T9 anh em ưng con này thì báo cho cửa hàng chúng em, bao ship đến tận nhà cho anh em và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em nha. Bảo hành con này lên đến 6 tháng cho anh em về sử dụng. Rồi, cuối cùng là lên cho anh em một con máy siêu phẩm luôn. Estin 020 Made in Germany, hàng của Đức này anh em. Đấy, Estin 021 anh em nha, giá 3.850.000. T10 thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Đó. Phần mặt tiền của nó đây. Anh em nhìn đâu. Đây, cái này là nó bẩn ở bộ nó bắn ra thôi chứ không phải là ấy nha. Đó. Máy móc VIP, hàng cực kỳ đẹp luôn anh em, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Háo chân lam vẫn trực tiếp ở khóa 19 này. Lam của nó là phần mặt cắt là 40cm, còn tổng thể độ dài là 45cm anh em nhé. Lam nguyên zin Estin luôn này. Đấy, 3.850.000. Con này thì công suất của con này là 40cc, nòng của nó là 40mm. Đây, con lưới. Đây, phần lọc gió của nó còn đẹp nguyên anh em nhé, xuất sắc luôn. Máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp 100% cho anh em luôn, chưa hề bung chạm máy móc nha. Hàng này là hàng sưu tầm luôn, tay nắm giật to bản này anh em. Đấy,
Rồi anh em nào mà ưng một trong 10 con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Số điện thoại của cửa hàng chúng em đã để ở dưới màn hình. Và trong lô ngày hôm nay là lô chữ T anh em nha. Từ T1 cho tới T10 em có đánh dấu ký tự ở đấy rồi. Anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã như thế thôi. Nhưng nhiều khi anh em mà nói cái tên thương hiệu máy thì cửa hàng chúng em rất là lú lẫn và không biết là anh em muốn đặt cái con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em, nên là rất là khó khăn. Nên là anh em chỉ cần báo cho em cái mã anh em nha. Và giá này thì đã hoàn toàn công khai hết cho anh em rồi. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em trên video tiếp theo.